Thưa quý vị, thằng Hương mất ý. Đây là Lê Bạn Nhôm. Sáng giờ đi với nó không? Có ở giữa nhà, sáng nhà đợi cái thằng tới nó làm mấy cái rèm. Mày với nhà không chú vậy? Phải, nó bị mưa nó tạt vô nhà ướt rồi. Trời ơi, mày lên cái phòng ngủ của mày không có tin được. Nó làm như cái thằng năm sao vậy đó. Chóng.